cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đã đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của Donald Trump, người từng khiến cả thế giới phải chú ý bởi những quyết định táo bạo và mạnh mẽ. Với cá tính cứng rắn và thái độ không khoan nhượng với Trung Quốc, Trung có thể sẽ mang đến một cơn sóng lớn tác động đến khu vực Biển Đông. Đối với Việt Nam, nơi Biển Đông không chỉ là nguồn sống mà còn là niềm tự hào, những động thái chính trị của chính quyền Trung sẽ ảnh hưởng không chỉ đến an ninh và chủ quyền mà còn là tương lai của đất nước. Liệu chính sách của Trung có trở thành lá chắn bảo vệ cho Việt Nam hay sẽ làm tình hình khu vực trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn? Đứng trước những thách thức này, Việt Nam sẽ phải đối mặt như thế nào để bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình và ổn định? Dưới đây là một số phân tích, dự báo của kênh sử Việt Ares về chính sách của chính quyền Donald Trung mới đối với an ninh Biển Đông và tác động của những chính sách này đối với Việt Nam. Mời các bạn theo dõi và cho ý kiến đánh giá về bài viết của sử Việt Ares nhé! một đô nang trung trở lại và bóng đen trên biển Đông. Cuộc bầu cử năm 2024 đánh dấu một giai đoạn mới của chính trị Mỹ và với khả năng đô nang trung trở lại Nhà Trắng, người ta không thể không đặt câu hỏi về tương lai của biển Đông, một trong những điểm nóng địa chính trị quan trọng nhất trên thế giới. Đối với Việt Nam, những bước đi của Trung sẽ không chỉ là các quyết định chính trị lạnh lùng từ một quốc gia xa xôi, mà đó có thể là nguồn sống, là lá chắn bảo vệ cho chủ quyền lãnh thổ. Chính sách của Trung đối với Biển Đông sẽ định hình không chỉ tương lai của khu vực mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ lãnh hải. Hai hồi ức về thời kỳ đầu Trung cầm quyền. Nhìn lại nhiệm kỳ đầu của Trung, ta thấy một quan điểm rõ ràng, ông không ngần ngại đối đầu với Trung Quốc. Chính quyền của Trung đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế, chính trị và quân sự đối với Bắc Kinh, từ cuộc chiến thương mại căng thẳng đến sự hiện diện quân sự gia tăng ở Biển Đông. Ông thậm chí từng khẳng định sẽ cân nhắc mọi khả năng hay để bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh tại khu vực này. Những hành động mạnh mẽ của Trung đã làm cho tình hình khu vực Biển Đông có phần ổn định hơn khi Trung Quốc phải dày dặt trước sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ. Việt Nam, trong thời kỳ này, có cơ hội xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác với Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, sự trở lại của Trung có thể sẽ mang lại cả hy vọng và những thách thức mới. Ba chính sách Biển Đông của Trung mới quyết liệt hơn nhưng cũng đầy rủi ro. Trong nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng của mình, Trung có khả năng sẽ tiếp tục theo đuổi một chính sách cứng rắn với Trung Quốc tại Biển Đông. Điều này xuất phát từ hai động lực chính, một là nhằm khôi phục vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, hai là nhằm duy trì sự ủng hộ của tầng lớp cử tri bảo thủ, vốn mong muốn thấy một nước Mỹ mạnh mẽ, không khoa nhượng trước Trung Quốc. Tuy nhiên, so với nhiệm kỳ đầu, Trung có thể sẽ đẩy mạnh hơn các biện pháp trừng phạt, gia tăng mức độ hiện diện quân sự tại biển Đông để ngăn chặn mọi hành động bành trướng từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể chứng kiến thêm nhiều cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và các quốc gia đồng minh và thậm chí là việc triển khai thêm nhiều lực lượng hải quân tại đây. Cụ thể, Trung có thể đẩy mạnh hơn nữa việc tuần tra các vùng biển tranh chấp, gây áp lực lên Trung Quốc bằng các biện pháp kinh tế và ngoại giao quyết liệt. Tuy nhiên, chính sách này cũng đi kèm với rủi ro. Một mặt, sự can thiệp mạnh mẽ từ Mỹ có thể khiến Trung Quốc gia tăng phản ứng quân sự tại Biển Đông. Mặt khác, với phong cách quyết đoán của Trung, khả năng đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai cường quốc là hoàn toàn có thể xảy ra. Việt Nam, một nước có vị trí chiến lược quan trọng tại Biển Đông, sẽ phải đối diện với nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu giữa hai cường quốc. Bốn tác động đến Việt Nam, cơ hội và thách thức. Với Việt Nam, sự trở lại của Trung sẽ mang đến cả cơ hội và thách thức. Một mặt, trung có thể sẽ giúp củng cố vị thế của việt nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam có thể tăng cường hợp tác quốc phòng mua sắm vũ khí và gia nhập các cuộc tập trận chung để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đồng thời dưới áp lực của trung việt nam có cơ hội kêu gọi sự ủng hộ của các nước khác trong khu vực để cùng bảo vệ luật pháp quốc tế và ngăn chặn các hành vi bành trướng từ trung quốc quan hệ đối tác chiến lược với mỹ có thể được mở rộng giúp việt nam có thêm sự hỗ trợ trong các lĩnh vực như tình báo phòng thủ mạng và đào tạo quân sự. Tuy nhiên, nếu căng thẳng gia tăng, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Mỹ và Trung Quốc xảy ra xung đột, Việt Nam sẽ rơi vào vị trí khó xử, bởi bất kỳ quyết định nào cũng có thể gây tổn hại cho nền kinh tế và an ninh quốc gia. Hơn nữa, với chiến lược kỳ America First Aid của Trung, không ai có thể đảm bảo rằng Mỹ sẽ can thiệp khi Việt Nam cần, bởi vì lợi ích của chính nước Mỹ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Năm lựa chọn của Việt Nam không khéo trong cân bằng trong bối cảnh này việt nam cần lựa chọn con đường khôn khéo nhất để bảo vệ chủ quyền mà không gây căng thẳng với bất kỳ cường quốc nào chính sách đa phương hóa mà việt nam theo đuổi từ trước đến nay vẫn là hướng đi đúng đắn giúp việt nam duy trì một mạng lưới các đối tác đa dạng từ mỹ nhật bản úc ấn độ đến các nước asean việt nam có thể gia tăng các hoạt động ngoại giao tại các diễn đàn khu vực và quốc tế kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế để duy trì ổn định tại biển đông để tránh bị cuốn vào xung đột việt nam cần giữ vững lập trường tự chủ đồng thời duy trì quan hệ tốt đẹp với cả mỹ và trung quốc đó không chỉ là một sự khôn ngoan về mặt chính trị mà còn là con đường duy nhất để đảm bảo an toàn và hòa bình cho đất nước kết luận tương lai đầy biến động nhưng cũng đầy hy vọng sự trở lại của trung có thể mang lại sóng gió cho biển đông nhưng cũng đồng thời là cơ hội để việt nam củng cố vị thế của mình đứng trước một tương lai đầy biến động việt nam cần một chiến lược khôn khéo linh hoạt và quyết đoán mọi hành động phải được tính toán kỹ lưỡng để không làm tổn hại lợi ích quốc gia đồng thời vẫn đảm bảo quyền lợi và chủ quyền của dân tộc biển đông là mạch sống là máu thịt của người việt bảo vệ từng tất đất từng vùng biển không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn dân với bản lĩnh và sự kiên cường việt nam sẽ đứng vững giữa những biến động của thế giới bảo vệ chủ quyền và giữ vững hòa bình cho mai sau dù chính sách của donald trump trong nhiệm kỳ tới có thể mang đến những cơ hội hợp tác quốc phòng nhưng cũng ẩn chứa những rủi ro đối đầu căng thẳng ở biển đông việt nam với vị thế địa chính trị quan trọng phải hành động một cách khôn khéo và linh hoạt để đảm bảo chủ quyền và lợi ích quốc gia trước một tương lai đầy biến động việt nam không chỉ cần củng cố quan hệ với mỹ và các nước đồng minh mà còn phải giữ vững lập trường tự chủ cân bằng giữa các cường quốc biển đông sẽ còn tiếp tục là một vùng đất nóng nhưng với tinh thần kiên cường và đoàn kết Việt Nam sẽ vững vàng trước mọi thử thách, bảo vệ hòa bình cho hôm nay và mai sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có đồng ý với những nhận định của Sử Việt AZ không? Các bạn hãy cho ý kiến bình luận nhé. Các bạn đừng quên cho video một like, một chia sẻ để video được đề xuất đến nhiều người hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Sử Việt AZ, hãy bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo khi có video mới. Sự việc Ares xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.